Thưa quý vị và các bạn, bằng tấm lòng yêu nghề say mê sáng tạo, nhiều nghệ nhân dân gian, già làng trường bản, người uy tín trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh vẫn hàng ngày miệt mài truyền dạy chữ viết, các làn điệu dân ca, thêu thổ cẩm cho thế hệ trẻ. Họ là những người tiên phong tuyên truyền để bà con bảo tồn bản sắc văn hóa dân tộc, xóa bỏ những hủ tục lạc hậu, xây dựng cuộc sống văn minh, tiến bộ. Những việc làm này đã góp phần gìn giữ, phát triển và làm phong phú thêm những nét đẹp văn hóa trong cộng đồng người Dao trên địa bàn tỉnh. Quảng Ninh là địa phương có 42 thành phần dân tộc thiểu số sinh sống, chiếm 12,3% dân số toàn tỉnh. Những năm qua, tỉnh Quảng Ninh đã dành nhiều nguồn lực đầu tư hệ thống thiết chế văn hóa đồng bộ, thực hiện các đề án bảo tồn bản sắc văn hóa các dân tộc thiểu số và đạt được những kết quả tích cực. Là dân tộc có số lượng đông nhất trong các dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh, cộng đồng người Dao luôn gìn giữ và phát huy tốt bản sắc văn hóa dân tộc mình. Có được kết quả này, bên cạnh sự quan tâm đầu tư của Đảng, Nhà nước, còn phải kể đến những đóng góp không nhỏ của đội ngũ nghệ nhân, người uy tín, già làng trưởng bản trong công tác bảo tồn, phát huy bản sắc văn hóa dân tộc. Ở thôn Nà Bắp, xã Đồn Đạc, huyện Ba Chẽ, ông Triệu Thanh Xuân, nghệ nhân dân gian Việt Nam, được bà con khắp vùng nể trọng gọi bằng thầy. Bởi ông là người hiểu biết rộng, sở hữu và lưu giữ nhiều sách nôm Dao cổ của người Dao. Ông cũng là người dành nhiều thời gian tâm huyết, nghiên cứu và truyền dạy lại chữ nôm Dao cho bà con, với mong muốn những tri thức cổ của người Dao không bị mai một. Sinh ra trong một gia đình có truyền thống lâu đời làm thầy mo, ông Triệu Thanh Xuân đã tiếp thu được tinh hoa văn hóa trong việc cúng khấn, nhảy múa của dân tộc Dao Thanh Phán. Trước đây, ông được một số già làng trưởng bản trực tiếp truyền dạy về những nghi lễ truyền thống, chỉ bảo hướng dẫn các điệu nhảy trong lễ cấp sắc, học cách làm thầy cúng. Ham học hỏi, say mê với các loại hình văn hóa truyền thống, năm 19 tuổi, ông đã làm thầy cúng, và đến năm 41 tuổi thì chính thức được làm thầy chính. Và ông là người làm thầy mo lâu năm nhất ở thôn Nà Bắp, xã Đồn Đạc. Tôi làm mo đến bây giờ thì khoảng 40 năm rồi. Thế nhưng trước ngày thì ông cụ nội thì cũng làm mo. Ông mo ấy thì phải cái người đặt tên có tên pháp danh rồi. Rồi là phải biết cúng một tí, phải biết chữ, biết xem một tí. Chứ không thì bảo ông mo thôi, không biết cúng, không biết xem ngày ấy thì lại không làm được. Với vốn kiến thức chữ nôm Dao đã được học từ trước, ông Xuân tập trung tìm hiểu, nghiên cứu sâu về tri thức, văn hóa người Dao qua những trang sách. Nội dung sách cổ sâu sắc nhưng rất rộng, nên ông đã chia nhỏ thành từng phần một để dễ đọc, dễ hiểu và dễ nhớ. Với cách biên soạn của ông, người học chỉ cần đọc thạo chữ nôm là có thể hiểu và làm theo. Vì thế, trong thời gian 1 đến 2 tháng được ông Xuân trực tiếp giảng dạy, nhiều người có thể đọc thông viết thạo chữ nôm Dao. Cách đây khoảng 30 năm về trước, ông Triệu Tắc Giàu, thôn Làng Cổng, xã Đồ Đạc, là một trong những người đầu tiên theo học ông Xuân. Sau một tháng được ông Xuân truyền dạy, ông Giàu đã biết đọc, biết viết và thờ cúng được Tết theo phong tục của người Dao. Hiện nay, cứ lúc nào rảnh rỗi, ông Giàu lại đến nhà ông Xuân để tiếp tục học tập, nâng cao vốn hiểu biết của mình. Thầy Xuân thì truyền dạy cho mình thì họ người ta cúng làm lễ cấp sắc nè, đi làm thầy cả cũng được nè. Bây giờ đi cũng truyền cũng gần được 100 người à. Đấy. Bây giờ thì phải sau này phải truyền cho các cháu, các con các cháu nữa, phải theo cái bản sắc của mình. Tính đến nay, ông Triệu Thanh Xuân đã có thâm niên gần 30 năm truyền dạy kiến thức về nghi lễ cấp sắc, truyền dạy dân ca cho con cháu người Dao. Ông đã truyền dạy được hơn 100 người biết làm thầy cúng. Nhiều lần ông trực tiếp dẫn đoàn tham gia các lễ hội bàn phương của người Dao, tham gia ngày hội văn hóa các dân tộc do địa phương tổ chức. Đồng thời, ông cũng là một trong những người có nhiều đóng góp cho việc thành lập và duy trì câu lạc bộ nhảy lửa xã Đồn Đạc. Theo ông Xuân, để tổ chức được nghi lễ này, đòi hỏi người thầy phải cao tay, am hiểu rộng thì mới có thể làm được. Là thầy mo có uy tín trong cộng đồng,
người dân trong vùng có công việc gì cũng gọi ông. Ông đều tâm huyết, nhiệt tình, lo chu đáo, coi công việc của bà con cũng như việc của nhà mình. Vì vậy, ông luôn được bà con tín nhiệm, tin tưởng. Đến với bà con, ông thường xuyên tuyên truyền vận động bà con chấp hành tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước. Ông bảo bản sắc của dân tộc thì phải giữ, nhưng những gì đã lạc hậu, còn gây tốn kém, lãng phí thì nên bỏ. Ông đã vận động bà con trong thôn xóa bỏ các hủ tục lạc hậu, xây dựng cuộc sống tiến bộ văn minh hơn. Đối với thầy Triệu Thanh Xuân là nghệ nhân dân gian của Việt Nam. Đối với thầy thì mọi người rất có uy tín với lại đồng bào Dao ở trên địa bàn xã Hồng Đạn này. Thầy là còn đi là làm nhảy lửa, tham gia các lễ hội của xã cũng như là của huyện và đặc biệt là của tỉnh. Ngoài ra thầy còn tổ chức các lớp dạy cho truyền nối lại cho các lớp thế trẻ. Như thầy cũng đã hiện nay là thầy cũng đã được cấp sắc cho được trên hơn trăm người. Đấy là công lao của thầy rất là lớn, rất là uy tín. Nối tiếp truyền thống cha ông Triệu Xuân Hải, người uy tín ở thôn Làng Cổng, xã Đồn Đạc, là con thứ hai của ông Triệu Thanh Xuân, đã có hơn 20 năm làm thầy cúng. Cứ hàng năm vào dịp cuối năm, ông Hải lại bận rộn hơn, bởi ông được nhiều bà con mời làm các phong tục thờ cúng. Ngay từ nhỏ, ông đã được cha truyền dạy lại các phong tục thờ cúng, nên ông rất am hiểu về cách thờ cúng của người Dao. Thờ cúng tổ tiên là các hình thức tín ngưỡng bao trùm nhất của người Dao, chi phối đời sống văn hóa tinh thần của họ vào tất cả các dịp lễ Tết trong năm, cũng như các nghi lễ quan trọng trong chu kỳ đời người. Theo ông Hải, việc tham gia giúp bà con thờ cúng cũng là cách để giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc và truyền lại cho con cháu sau này biết được cội nguồn của người Dao. Cúng thì thứ nhất là hứa trả lễ, thứ hai là phải cho các vị thần gia tiên này phù hộ cho con cháu mình được khỏe mạnh, không có bệnh tật, không có ốm đau, rồi là phù hộ cho con em mình chăn nuôi được, làm ăn kinh tế được. Cùng với việc tham gia thờ cúng cho cộng đồng người Dao tại thôn bản, ông Triệu Xuân Hải còn tích cực tham gia vào các nghi lễ thờ cúng, nhảy múa trong lễ hội Bàn Vương của huyện Ba Chẽ, cũng như các lễ hội khác do địa phương tổ chức. Một nghệ nhân dân gian khác cũng được nhiều người biết đến, đó là bà Trương Thị Quý, thôn 2, xã Bằng Cả, thành phố Hạ Long. Bà Quý có nhiều đóng góp trong việc truyền dạy nghệ thuật thêu truyền thống, các làn điệu dân ca Dao tại địa phương. Bà Quý có tài ca hát. Năm 15 tuổi, bà nổi tiếng gần xa là thiếu nữ Dao có giọng hát hay. Bà thường theo mẹ, theo các chị trong thôn đi hát trong các dịp lễ cưới, cấp sắc và tham gia các hoạt động văn hóa văn nghệ do địa phương tổ chức. Bà cho biết thêm, cuộc sống đã có nhiều đổi mới, tuy nhiên bản sắc dân tộc không thể đánh mất. Mình là thế hệ đi trước mà không lưu giữ được thì đời sau khó có thể phát huy. Để bảo tồn văn hóa của người Dao Thanh Y, trong những năm qua, bà Quý đã tiến hành sưu tầm, nghiên cứu, phổ biến truyền dạy văn hóa dân gian, nhất là các làn điệu dân ca Dao cho con cháu. Được bà truyền dạy thì cháu thấy cái làn điệu của người Dao Thanh Y rất là hay ạ. Và theo bà học hỏi thì cháu đã hát được rất nhiều bài hát rồi ạ. Cháu vẫn sẽ theo bà học để tiếp tục bảo tồn di sản văn hóa của người Dao Thanh Y ạ. Dạy hai lớp cũng khoảng 60 người. Các cháu không biết, cũng biết hát. Nhưng mà tôi cũng dạy được cả cho người đi hát cấp sắc này, hát đám cưới. Lúc nào tôi mà rảnh rỗi, các cháu mà ra đây tôi cũng bảo các cháu để nó lưu truyền đời này qua đời khác để không mai một. Không chỉ có duyên với các làn điệu dân ca Dao, bà Quý còn được nhiều người biết đến là một trong những tay may trang phục truyền thống đẹp nhất của vùng. Bà đã tham gia nhiều lớp truyền dạy kỹ năng thêu may trang phục dân tộc Dao do địa phương tổ chức. Cứ vào dịp cuối tuần hoặc lúc rảnh rỗi, các em học sinh, chị em phụ nữ Dao lại tập trung tại khu bảo tồn văn hóa người Dao Thanh Y, xã Bằng Cả, thành phố Hạ Long để học thêu hoa văn lên trang phục truyền thống. Tuy tuổi đã cao nhưng bà Quý luôn tận tình hướng dẫn con cháu từng đường kim mũi chỉ, từng họa tiết hoa văn. Đến nay, nhiều chị em đã tự thêu được cho mình những bộ trang phục truyền thống với những họa tiết rất đẹp mắt.
Cháu thấy rất là vui hôm nay được bà dạy cách câu khâu thêu về nét hoa văn trên đầu, thì cháu thấy nét hoa văn ở trên khăn đội đầu thì nó rất đẹp và tinh tế. Cháu rất thích những cái nét hoa văn này và cháu sẽ theo bà học để giữ gìn nét văn hóa người Giao Thanh Y ạ. Tôi bây giờ cũng đã biết thêu được khăn thôi dùng, với lại tôi cũng đã về truyền cho con cháu được nhiều đứa biết làm, xong làm áo dân tộc hoa văn rất đẹp. Chúng tôi muốn bảo tồn bản sắc dân tộc của chúng tôi để sau này vẫn còn phát triển. Theo bà Quý, may thêu trang phục truyền thống của người Giao Thanh Y là công việc hàng ngày được người phụ nữ Giao tranh thủ làm ở bất cứ nơi đâu. Toàn bộ các công đoạn từ khâu cắt, may cho đến thêu hoa văn để làm nên một bộ trang phục của người Giao đều được làm tỉ mỉ bằng tay. Do đó, một bộ trang phục truyền thống của người Giao mất khoảng 2 đến 3 tháng mới hoàn thành. Trước kia thì chị em thì cũng không ít người hay thêu. Được nhà nước bây giờ mở lớp thêu khăn này, thêu khăn lại cả dây thắt lưng các kiểu trang phục dân tộc đấy. Thì nhà nước cũng quan tâm mở 2 lớp, 40 người, thế ai cũng biết thêu. Bây giờ tôi cũng mong nhà nước lại quan tâm nhiều hơn nữa, mở lớp để tôi lại dạy thêm để các cháu biết nhiều hơn, để không mai một. Với sự tâm huyết và những cống hiến trong việc bảo tồn, giữ gìn văn hóa truyền thống của dân tộc, năm 2011, bà Trương Thị Quý đã vinh dự được Hội Văn nghệ Dân gian Việt Nam công nhận danh hiệu Nghệ nhân Dân gian Việt Nam. Năm 2015, bà được Chủ tịch nước tặng danh hiệu Nghệ nhân ưu tú vì đã có những cống hiến xuất sắc trong giữ gìn và phát huy di sản văn hóa của dân tộc, góp phần vào xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc. Bà Quý là một nghệ nhân ở trên địa bàn xã. Trong những năm qua, bà đã tích cực cùng với xã truyền dạy những cái làn điệu dân ca dân vũ, đặc biệt là cái làn điệu hát giao duyên, rồi là những cái thêu thùa ở trên địa bàn. Và hàng năm thì trung tâm học tập cộng đồng xã có mở lớp học thêu và lớp học hát, thì là đều do bà tham gia dạy và truyền dạy cho các thế hệ trẻ. Và đặc biệt là từ những cái đóng góp đó thì bà Quý đã giúp cho rất là nhiều thế hệ trẻ, đặc biệt là những cái lứa tuổi trên 20 tuổi và các cháu học sinh đã biết hát và biết thêu. Tỉnh Quảng Ninh xác định việc bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa các dân tộc thiểu số là một trong những nhiệm vụ quan trọng, đặc biệt trong xu thế hội nhập quốc tế đang diễn ra ngày càng mạnh mẽ. Vì vậy, những đóng góp công sức tâm huyết của các nghệ nhân, gia làng trưởng bản, người uy tín không chỉ góp phần gìn giữ, phát triển văn hóa dân tộc mà còn tạo động lực phát triển toàn diện, rút ngắn khoảng cách chênh lệch mức sống giữa vùng dân tộc thiểu số với các vùng miền khác của tỉnh. Qua đó giúp cộng đồng người Giao càng tự hào hơn và quyết tâm gìn giữ, phát huy bản sắc dân tộc mình, góp phần tô điểm thêm cho bức tranh văn hóa các dân tộc thiểu số tỉnh Quảng Ninh.